Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Các bạn nhớ bấm đăng ký và like video cho mình nhé. Thì đến thời điểm hiện tại là cái biểu tượng cảm xúc hình cái máy bay đã bị Facebook khai tử vào khoảng buổi trưa ngày hôm nay, đó là 12 giờ gì đấy. Đây, thì nó sẽ hiện lên một cái thông báo là điều này dường như không thể vào lúc này, vui lòng thử lại. Đấy, nó sẽ hiện như thế và chúng ta sẽ không thể nào mà bày tỏ cảm xúc hình cái máy bay này được. Đấy, cái biểu tượng này nó chỉ tồn tại được 12 tiếng, sau đó nó đã bị khai tử ngay. Đấy, rất là một sự đáng buồn cho bạn nào mà thích cái biểu tượng máy bay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình chỉ thông báo như vậy vì một số bạn hỏi rằng tại sao bây giờ nó lại không sử dụng được cái biểu tượng này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Các bạn xem mà không đăng ký mình cảm thấy rất là buồn. Go crazy, berserker.